nhân loại đều là con của Thượng Đế, thì cũng mang nhiệm vụ cha mẹ xuống trần để mà loan truyền tin ra, mong cho tất cả mọi người thay đổi giờ chót, đánh lên tiếng chuông giờ chót để ai mà nếu được cọng dây của kiện đó, người đó được cứu. Mà cả năm nay cũng có người hữu duyên, nhưng mà cũng rất là nhiều người không hiểu, cho nên kỳ cũng bỏ tay luôn. Thì 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thì những cái người mà trên kênh này nè, anh mấy anh chị á, thì những người có hữu duyên hiểu được tiếng nói của Kiệt, nhưng mà nó kỳ ước chi những lãnh đạo lớn hiểu được, để mà tự gia đình và bản thân của họ cũng được ơn trên có một cái con đường sáng sủa hơn, thay vì bây giờ trong tương lai sẽ đi đến ngõ cụt á. Ở vào cái thời đại tận thế này, cha mở cẩm cho quỷ dương đầu thai chung sống với mình ở ngoài đường á, là 10 người mình gặp á, là 8-9 người là con của ma, con của quỷ hay là địa ngục, súc sanh đầu thai lên sống chung với con người của mình. Cũng đồng thời ở cõi trời, các chư vị cũng xuống đầu thai làm người phàm, mang xác phàm để mà tìm cách để mà dìu dắt, để cứu được ai thì cứu. Nhưng bên tà đó, trong tà có chánh, trong chánh có tà nha. Quý vị có thấy có những chuyện lạ, để ghi nhắc chuyện lạ nha. Là tất cả những linh căn á, tại sao không có dồn về núi nào bên nước Việt, không có dồn về núi nào ở bên hải ngoại hay là châu Âu, châu Phi, châu này châu kia, mà chỉ có dồn về núi cấm không? Những cái người đó, những người là dạng giống như là thiên lý thần, họ hiểu được là thời nay Phật sẽ xuất hiện, nhưng tại sao các thầy thời nay, các tăng ni thời nay không có chịu thừa nhận cái đó? Nếu các tăng ni, các thầy thời nay thừa nhận cái đó, đi lên phổ biến để mà được cứu nhiều nhiều hơn nữa. Nhưng mà quá chấp, thì thành ra cha mẹ rất là buồn ở chỗ này. Ở trên nói Kiệt biết á, bây giờ khoảng phân nửa tăng ni rất là tin Kiệt hiểu là thời nay có Phật Di Lặc xuất hiện, nhưng hơn phân nửa là có quyền hành chức sắc thì lại không tin, thì cứ xuyên tạc này xuyên tạc nọ thì mình cũng chịu thôi. Nhưng mà ở một cái thời đại hôm nay, một mặc cái áo sọc như Kiệt nói đâu có giá trị bằng một cái áo vàng nói đâu. Nếu mà được một vài nhiều vị mà mặc áo vàng mà lên nói thì nó có hữu ích biết bao nhiêu, thay vì đi kêu vận động nghe quỷ, hay thay vì nói mấy chuyện chống đối đạo này chống đối đạo kia. Còn Kiệt á, thật sự á, Kiệt rất thương tất cả những người linh căn, giàu cho họ là liên thiên lý thần, họ bản chất là tà, nhưng họ cũng muốn xuống đây giờ chót để mà làm những chuyện thiện như chữa bệnh, cứu người, rồi làm bùa làm phép gì đại khái. Cái đó cũng là công đức, cha cũng cho cái đó. Chị không có nói ai chánh ai tà hết, chị chỉ nói cái ngày đó và cái khoảng khắc đó, trong cái thời gian đó, cái hành động đó chánh hay tà thôi. Có thể họ hành động bữa đó là tà, nhưng mà ngày sau họ hành động lại là chánh cũng không chừng. Mà những cái hiện tượng này Kiệt là quá rành. Còn viết chữ thiên á, nó có rất là nhiều loại chữ thiên, mỗi tầng trời có chữ thiên, nhiều người biết viết chữ thiên lắm. Còn bên tất cả các thầy thời nay á, mình chỉ có một con đường giống như con ngựa che vậy nè. Mấy thầy không có chấp nhận mấy chuyện đó, đụng tới là mấy thầy nói là ô vị đoan, ô Kiệt thờ thần, thờ ông Trận Đạo, thờ ông Nguyễn ông Trực, thờ Đức Phật thầy Tây An trên đỉnh núi Thiên Long Sơn là tà. Đại khái khi mà chấp quá, đại thừa chấp quá thì thành ra gọi là bất tin vị đoan. Cái đó mới có thể gọi, mình có thể tạm gọi là ai tà ai chánh, thì tự tất cả các Phật tử thời nay phải có chánh kiến, phải hiểu. Ngày xưa Phật chỉ giảng có nắm lá, Phật không có lúc mà Phật ngồi trong rừng. Ngài đang hỏi tất cả Thế Tôn 40 năm mà dạy cho chúng con, Thế Tôn có giấu cái gì không, có giống như có còn cái gì mà không nói không? Thì lúc đó Phật mới nói tất cả ta dạy cho các ngươi trong cả cuộc đời chỉ là nắm lá, mà ngày đó mùa thu nha,
thì ngồi trong rừng mà